hơn cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân. Đầu năm mà chào nhạc sĩ Minh Lộc. Nhạc sĩ. Đầu năm anh em mình thất bại chưa? Cảm ơn anh. Rồi, ngồi ghế. Từ đầu năm đến giờ hát cũng nhiều. Nhưng mà Lộc chưa vô ha. Vô rồi. Ồ, vậy là nhờ nhà bán đồ á, bán đồ khẩu. Vậy đầu năm đó người ta đi biển sớm. Dạ có. Thôi bây giờ là vậy. Anh em mình đầu năm thì không gì hơn, Bến Lộc ghé đến chúc mừng xuân cho mình là vừa quý hóa rồi. Thì bây giờ là mình cũng thay mặt gia đình là gửi lời chúc mừng xuân năm mới Canh Tí và gia đình làm ăn phát tài. Và ngay cả nhạc sĩ Bến Lộc cũng có những tác phẩm mới hay hơn truyền tải trên thông tin mạng báo chí này nọ sang quốc tế luôn. Rồi cái điều đó là điều mong ước của anh em mình đầu năm. Rồi dạ, chúc mừng nha. Cảm ơn anh. Em cũng tới chúc Tết anh và toàn thể gia đình. Mong anh và gia đình luôn luôn dồi dào hạnh phúc và mọi dịp thành công sống. Là bây giờ là sáng nay anh em mình này chắc đi uống cà phê ha. Em mời anh đi uống cà phê nha. Rồi. Tới đó là mình mời thêm một vài nhạc sĩ tới nói chuyện cho đấy. Đúng rồi. Ok. Thì đầu năm anh em mình như là quá vui rồi. Anh em mình đi nha. Cô mời em đã dâu mùa xuân trong tà áo xanh. Cô mời em đã dâu mùa xuân cho mây vàng khuya sắt và em đã sâu. Ba nha, anh em mình cùng đi uống cà phê. Xin chào các bạn. Nếu mà các bạn nha, cũng xin mời các bạn cũng đi cùng đi uống cà phê với mình luôn. Mời tới Tiểu An của em. Bây giờ là mời anh. Nếu bạn bè nào quen tới miếng việc gặp nhạc sĩ Quang Đậu với Vĩnh Lộc uống cà phê chơi cho vui đầu năm. Xin cảm ơn các bạn nha. Chạy. Nhờ con à. Trên núi Thanh á. Trên núi gì? Ủa sao sớm thì đó anh nhớ là 12 mà.
là bị cãi nói bữa nay là 11 nè, mai 12 đúng không? Bữa nay 11 chị Việt Trái. À, mình cũng mới có cái clip dù hát thì nó cho nên nó chụp lên á. Cho nên nó chụp lên á. Chứ là chắc nó cũng ngạc nhiên đó là sao trong này không thấy gì Tâm Dũng ta. Cô thời em đã sống. Nhà chụp chưa hết. Là tâm mây. Cô thời em đã sống. Mùa xuân trong đôi mắt biếc và em đã sống. Mùa xuân trong làn môi thơm, trong nụ cười hồng của nắng hay hay. Hãy hôn cuộc đời như là có cái thi công này đó là ai đi thăm mộ cái là đi. Hãy hôn cuộc đời. Rồi sao nói là cái đợt vừa rồi là cho ra cái thời gian qua Tết thì trước anh ở công an đó ở trải anh nói mà công an em nói là sáng nay là xét cái đâu phải xét mà những cách thẩm mới nữa để cả cách thẩm mới mùa xuân hai cho mây vàng quê sân vì là virus đó. Em đã sống tình anh trong những bồi hồi trên lối đi về sức sỡ một trời hoa. Rồi quay ra chị bây giờ nói là có bạn nào là nhà thơ nào có làng thơ nào dám đi du lịch du quán chung với tôi không làm đâu thì bạch thí nghiệm. Đó, đi qua đó tưởng là 3 tháng trời là chắc còn về là an toàn là coi như ta chỉ giả nặng đưa quốc ha. Đã đi trong chơi hết Vũ Hán họ thiếu cái thiết bị đi hết Hồ Bắc mà về mà an toàn là coi như là ta dập bình người. Corona chiếc này tôi xin làm lâu cho bạn đi qua đó để thí nghiệm cho lạnh nước bác trước cho bạn $100,000 bây giờ anh này xin đồ đàn đấy mà phải có đàn thơ nào làm chuồng cái cho tao mới đi thôi chắc nhờ Vĩnh Lộc ơi đâu hết mọi người với anh nhà chị em coi chuồng bạch là không mình cũng góp được cái gì nó không cái nhỏ thôi cũng được để gọi là chuyến bay đặc biệt chở qua đó quăng đó là đi chơi 3 tháng về mạnh mẽ là coi như là tuyên bố là hết dịch. Và em đã sống mùa
xuân trông là ngôi thơ, trông nụ cười hồng. Công nhận dịch này ghê thiệt nè, tê liền mọi thứ luôn á. Tôi dám nói về á, nếu con Vi lúc đó mà lên tới chợ bên kia gặp mấy cái thằng mà lên tới đó, không có đâu mày, bỏ đi mất thì tâm giác. Hôm loài người và cả tôi một tuổi thơ, tôi đã từng nhận công lên đồng nàng khúc nhạc yêu thương. Và hãy hát một đón chào mùa xuân đến trong ta. Có phải em đã giấu mùa xuân trong tà áo xanh? Còn dấu vàng 3 số 9 đâu trong cái góc này chết cha. Mùa xuân cho mây vàng quê sân. Và em đã sâu. Không á, thôi em không có quay anh. Sao? Nói lại. Thôi mà, Đậu ơi. Bây giờ nói gì đây? Giả sử nhưng mà điều đó nó trúng sự thật á. Thì phần hưởng nó là của tất cả chúng ta. Rồi, người như nhau. Chấp nhận đi, chấp nhận vậy nha. Nhưng mà còn một cái tờ giấy số trong túi của anh Dũng thì suy nghĩ sao? Tờ giấy số đó là em nhờ anh Dũng giữ giùm. Rồi. Khi mà trúng là anh Dũng đưa lại cho em. Rồi, anh Dũng có đồng ý không? Ok. Trời ơi, mình nhờ thì mình cấp giùm thôi. Tại vì... đúng rồi, đằng anh nói vậy là mình ok. Nếu mà đó, tao sơ ý nó vô máy giặt thì tao cũng mày. Tiêu luôn à, cả cái đó rồi thôi. Mấy giặt quan xin lại hai anh này đâu sao? Còn mình đưa lại em cho mấy giặt luôn sao? Đưa lại em rồi nó cho lại bao nhiêu thì cái đó luôn. Có cái cầu đó nữa. Đó là lại bước. Đó tại vì bật nặng kiểu trong cái này mình lại quá. Lại quá lại. Cười hồng tỏa nắng hay hay. Hôn cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân, hãy hôn loài người bằng cả đôi môi tươi thơm, và hãy ngân lên nồng nàn khúc nhạc yêu thương, và hãy hân hoan đón chào mùa xuân đến trong ta. Có phải em đã giấu mơ xuân trong tà áo xanh? Có phải em đã giấu mùa xuân cho mây vàng quê dân? Và em đã giấu tình anh trong những bồi hồi trên lối đi về rực rỡ một trời hoa, trên lối đi về rực rỡ một trời hoa. Hãy hôn cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân, hãy hôn loài người bằng cả đôi môi tươi thơm, và hãy ngân lên nồng nàn khúc nhạc yêu thương, và hãy hân hoan đón chào mùa xuân đến trong ta. Em đã giấu mùa xuân trong làn tóc mây, có phải em đã giấu mùa xuân trong đôi mắt bia? Và em đã giấu mùa xuân trong làn môi thơm, trong nụ cười hồng tỏa nắng hay hay. Hôn cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân, hãy hôn loài người. Cảm ơn nghệ sĩ Vinh Lâm. Anh em mình giờ công việc đi về cậu.
mạnh khỏe, mọi gì đều tốt. Rồi, cảm ơn anh em nha. Một thời em đã giấu.